Quý khách hàng đang tìm nhà gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này với một ngôi nhà giá rẻ nhất tại thời điểm hiện tại. Với căn nhà 4 tầng 30 m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng xây mới, đường ngõ trước nhà thực tế 2,2 m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 100 m, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, ủy ban nhân dân phường, trạm y tế. Và với ngôi nhà này, vị trí thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, xây mới 4 tầng, thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà. Với phần mặt tiền của ngôi nhà thì được hơn 3 mét và cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tính từ vị trí ngôi nhà này, cách với trường Đại học Đại Nam khoảng tầm 1,5 km, xung quanh tiện ích đầy đủ, cũng như sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng, nhà xây mới hoàn toàn. Ở đây thì có 3 căn và đã bán 2, chỉ còn 1 thôi thưa quý vị. Và đây là phần Ngọc Ánh đang đứng, tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị công năng sử dụng đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn gạch lát nền theo đúng như hiện trạng thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, giá bán hơn 2 tỷ một chút và thiết kế thì hợp lý. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Với diện tích 30 m thì chủ nhà cố gắng thiết kế tối ưu công năng thôi, còn để như tuyệt đối thì hơi khó mọi người ạ. Cho nên ở đây là phần phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp thiết kế cho quý vị là tủ gỗ, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ đi theo bếp. Toàn bộ chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, chất liệu 304 và mặt bếp thì là ốp đá đen nha mọi người ạ. Xung quanh bếp thì chủ nhà ốp cho quý vị ở đây là gạch nhé. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị như vậy. Đây là một phân khúc nhà giá rẻ tại khu vực cũng như là xung quanh tiện ích đầy đủ, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên với cái căn nhà này thì nó nằm ở trong ngõ cùng thì nó rất là yên tĩnh mọi người ạ. Ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị ở phần tầng 1 thôi, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, lavabo ở tầng 1. Không thể sử dụng làm phòng tắm được nha mọi người. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc ốp đá đen cổ trắng. Thiết kế của ngôi nhà 4 tầng chỉn chu phù hợp với lại một hộ gia đình sử dụng, cũng như phù hợp với lại tầm tài chính vừa phải, bởi vì nếu như quý vị có khoảng tầm 7 đến 800 triệu tiền mặt thì quý vị có thể sở hữu ngôi nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm với những lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Mời người theo em tiếp theo lên khám phá tầng trên của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng. Đây là phần hành lang đi vào phòng ngủ, tương đối là thoáng. Và đây, hướng nhà là hướng đông nam nha mọi người. Với phần phòng ngủ này thì chủ nhà có thiết kế giường tủ cho quý vị để dọn về ở ngay, giường 1,8 m 2 m, tủ đây. Tủ gỗ cánh lùa, tiết kiệm diện tích sử dụng, tối ưu công năng. Đó. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Vị trí của ngôi nhà này đặc biệt tiện lợi, gần cấp 1 mầm non, cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học, trung cấp. Nói chung nếu như mà ở vị trí ngôi nhà này, quý vị tương lai lâu dài, con cái đi học đi hành rất là tiện, thoáng. Tất cả các trường học đều xung quanh, sau này con cái đi học rất là gần. Đó, lại còn gần cả chợ nữa, rất là ok. Đấy, và đây là ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thực tế. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Rồi là phòng ngủ có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng thông thoáng. Tiếp theo nữa, cái hướng nhà đông nam thì tương đối là thoáng mát. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát mọi người ạ. Đây là phần tầng 2. Đây là phòng ngủ, còn đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 2. Với phần phòng vệ sinh này cũng đáp ứng đầy đủ tiêu chí sử dụng cho một hộ gia đình. Sử dụng công năng theo từng tầng, bồn cầu, sen tắm, lavabo, gương, đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng trong phòng tắm. Phòng tắm này thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần. Màu sắc cũng rất là nhã nhặn và sạch sẽ. Cửa nhà tắm thì thiết kế là cửa nhôm hệ.
Mọi người theo em tiếp theo lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên với tầng 3 nó, quý vị có nhận ra điểm khác biệt gì không ạ? Với tầng 3, chủ nhà không lát sàn gỗ, thay thế vào đấy là lát gạch kích thước gạch 60-60 vân đá. Cho nên vào không gian của tầng 2 này thì nó có thoáng hơn. Căn nhà này nằm gần với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, gần với trạm y tế, gần với trường mầm non tiểu học, cấp 1, cấp 2 Phú Lương mọi người nhé. Có sao thì em sẽ chia sẻ đúng như vậy. Những quý khách hàng của em đã theo dõi ở nhà tốt lâu cũng như đã từng đi xem thì quý vị yên tâm một điều, tất cả những thông tin nhà tốt review đưa lên cho quý vị kể cả là khoảng cách đều rất là chân thật, không có chia sẻ để câu like câu view mất thời gian vàng ngọc của quý khách hàng. Ai cũng vậy ạ, ai cũng bận, cho nên quý vị cứ tham khảo nhà, nếu cảm thấy ok thì quý vị đi xem. Và ở đây phòng tầng 3 cũng vậy mọi người ạ, thiết kế tương tự như tầng 2, tối ưu công năng, giường, tủ đầy đủ. Và phòng vệ sinh ở tầng 3 đây cũng thiết kế đầy đủ công năng cho quý vị, đầy đủ hết bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm, công năng sử dụng cho tầng 3 quá là hợp lý. Mọi người theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Ở tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô cửa sổ cũng như cửa giếng trời để lấy ánh sáng xuống tầng 4. Tầng 4 tiếp theo thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một khu vực để máy giặt riêng. Đây. Để máy giặt riêng, giặt giũ riêng. Có hai đầu vòi vào cho nên quý vị có thể giặt ở đây. Một phòng riêng quý vị có thể làm phòng thờ hoặc là việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó. Phần còn lại sân phơi. Rất là thoáng buổi sáng. Căn nhà này hướng đông nam, buổi sáng nó nắng có một chút thôi mọi người ạ, còn buổi chiều thì rất là mát. Với lại cơ bản là cái khu vực này thì nó yên tĩnh, đồng thời thì ở bên cạnh trước nhà là cũng có nhà rồi ấy, cho nên là cũng không sợ quá nắng. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay review cho quý vị chuẩn chỉnh là như vậy. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt để được đi xem nhà thực tế cũng như là sở hữu cho mình ngôi nhà giá rẻ nhất tại thời điểm hiện tại tại Phú Lương, Hà Đông nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.